Quý vị và các bạn thân mến, mỗi một món ăn đều có sức hút riêng, không chỉ bởi độ hấp dẫn mà còn chính từ tên gọi của món ăn đó nữa. Và với chương trình ẩm thực Quảng Ninh ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một món ăn với cái tên khá là độc đáo, đó chính là ốc hương Hoàng Kim, và cùng gặp gỡ lại đầu bếp Nguyễn Văn An tới từ nhà hàng Sen, thành phố Móng Cái. Xin chào đầu bếp Nguyễn Văn An, không biết là ngày hôm nay thì bạn sẽ chia sẻ bí quyết như thế nào về món ăn ốc hương Hoàng Kim đây? Vâng, xin chào chị Hồng Phương và quý vị khán giả. Để chế biến món ốc hương thì rất nhiều cách khác nhau, và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm món ốc hương Hoàng Kim. Là một trong những loại hải sản độc đáo với hương thơm tự nhiên, ốc hương có thể chế biến được nhiều món ăn ngon khác nhau như hấp, nướng, sốt me. Với món ốc hương Hoàng Kim, ngoài nguyên liệu chính là ốc hương, cần chuẩn bị thêm các nguyên liệu như trứng muối, sữa đặc, tỏi, đường, bột thịt gà, bơ, ớt Đà Lạt, xả, gừng. Cần trần sơ ốc hương với gừng và xả tầm 3 phút. Ớt Đà Lạt bao gồm ớt xanh, ớt đỏ, ớt vàng, thái hạt lựu. Loại ớt này có hương thơm tự nhiên, không cay, và khi kết hợp với ốc hương sẽ tạo thành hương vị mới lạ, độc đáo, đặc biệt là màu sắc bắt mắt, tạo thêm độ hấp dẫn cho món ăn. Sau khi ốc trần sơ vớt ra để ráo nước, việc làm này giúp cho ốc khử được mùi tanh nhờ hương vị của xả và gừng. Tiếp theo sẽ cho bơ vào chảo nóng. Sau khi bơ tan, sẽ cho ớt thái hạt lựu vào chưng đảo đều, cho trứng muối đã nghiền nhỏ vào đánh bông đều. Với quá trình này, nên lưu ý để lửa thật nhỏ và đánh đều tay để trứng muối càng đánh tan càng bông thì món ăn mới có màu sắc đẹp và cựu gia vị. Nêm thêm bột thịt gà, đường và sữa. Tiếp tục đánh bông đều với nhiệt độ lửa nhỏ nhất cho đến khi bơ, các loại gia vị, trứng muối quyện lại tạo thành một loại sốt sền sệt. Chúng ta sẽ cho ốc hương vào đảo đều. Khi ốc hương thẩm thấu ngấm các gia vị, trên bề mặt mình ốc sẽ lấm tấm màu của trứng muối ngả vàng. Lúc này có thể cho ốc ra đĩa và thưởng thức. Với món ốc hương Hoàng Kim, sự tinh tế thể hiện không chỉ ở hương vị mới với phương thức chế biến độc đáo, mà còn thu hút người thưởng thức bởi phong cách trình bày vô cùng đẹp và hấp dẫn. Hứa hẹn sẽ là một trong những dư vị ẩm thực khó quên đối với du khách nếu có dịp đến với thành phố vùng biên Móng Cái. Ồ, ốc rất là tươi nhỉ? Và cái mùi thơm của bơ cũng như là trứng muối nó quẹn vào tạo một cái màu sắc rất là bắt mắt nữa. Và bây giờ thì Hồng Phương sẽ thử xem món ốc hương Hoàng Kim có vị như thế nào quý vị nhé. Thịt ốc hương dai, giòn và có vị thơm. Điều này cho thấy là ốc hương của chúng ta rất là tươi. Bên cạnh đó thì cái vị quyện của bơ cùng với lại ớt xanh, ớt đỏ, ớt vàng và đặc biệt là trứng muối nữa đã tạo nên một cái hương vị rất là tinh tế cho món ốc hương Hoàng Kim. Cách thức trình bày thì vô cùng hấp dẫn và đặc sắc nữa. Đây là một món ăn không thể thiếu trong lựa chọn của mỗi một thực khách khi đến với Quảng Ninh. Và xin được cảm ơn đầu bếp Nguyễn Văn An đến từ nhà hàng Sen, thành phố Móng Cái đã giúp cho Hồng Phương cũng như là quý vị khán giả của chương trình ẩm thực Quảng Ninh được biết tới một món ăn với tên gọi rất là độc đáo. Và đến đây thì chương trình ẩm thực Quảng Ninh kỳ này cũng xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.